132,6% tỷ lệ chí mạng. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Và là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ làm clip về máy tính Cafani, cũng như thông báo cho tất cả các bạn, đây sẽ là clip cuối cùng của mình. Thật là buồn khi phải nói đây là clip cuối cùng của mình. Từ đang có John, sấy luôn John, cấu gì ở John. John mất nhiều máu mà mình cũng thốn phết các bạn ơi. Thôi tập trung farm nha. Lý giải tại vì sao mình nói đây là clip cuối cùng của mình, phải giải thích luôn không các bạn lại hiểu nhầm. Tại vì sao đây là clip cuối cùng? Khi mà hết ngày hôm nay thôi, chúng ta sẽ bước sang một phiên bản hoàn toàn mới. Và đây sẽ là clip cuối cùng ở phiên bản cũ nha. Chúng ta sẽ đến với phiên bản mới cập nhật đảo sương mù vào ngày mai, kèm theo reset danh. Đấy, clip cuối cùng là cái ý nghĩa như vậy, chứ không phải là clip cuối cùng là mình không ra clip cho mọi người nữa. Hy vọng rằng mọi người hiểu, chứ đừng hiểu nhầm nha. Nói xong nhiều bạn hiểu nhầm thì lại chết, mình lại không xem clip của mình nữa thì hơi bị khổ, hơi bị buồn. Nào, hay quá, ba đùm cứ vào trước đi. Nhưng mà quả thật súng đại bác của mình bắn vào thời điểm đầu game nên như kiểu gãi ngứa Mina vậy. Mina nó quá cứng vào thời điểm đầu game. Cái tay thì mình cũng chưa có đồ cho người nhá. Kể cả súng đại bác bắn này, cảm giác không có mất máu nhưng mà thật ra là mất máu đấy. Mất tầm 300 máu mỗi lần bắn, không được thốn cho lắm đâu. Từ từ đang có Nacrot team bạn đây. Chúng ta sẽ chủ động đánh thấp thấp một xíu, đánh thấp xuống. Khi mà Nacrot team bạn, Mina team bạn chạy ra đường giữa rồi thì đang để hở ra đó là John. Hy vọng rằng Zephyr sẽ chấp thời cơ lao vào. Nhưng mà Zephyr không có lao vào, hơi bị cái Mina. Em xin một mạng của Mina chiến công đầu. Từ từ các bạn ơi, tình hình là đường giữa đang đánh nhau rất là căng. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra với tốc hành trong tay thì ngại ngân gì bật súng đại bác lên cho một viên. Thế là 175 vàng nữa. Mình được 2 mạng rồi, wow. Thơm thật sự. Dí luôn Red, nhưng mà Red đấm đau quá. Tốt nhất là không nên đuổi nữa các bạn ạ. Bây giờ đuổi Red mất thời gian. Đấy nha, nốt ngày hôm nay thôi. Chỉ là ngày hôm nay thôi. Sang đến ngày mai chúng ta sẽ có một cái phiên bản, đó là cập nhật đảo sương mù như bên Garena Lincolnby đã đưa tin. Thì ngày mai chúng ta sẽ cập nhật phiên bản hoàn toàn mới. Mình nghĩ là thời gian cập nhật sẽ bắt đầu từ 4 giờ sáng hay là 12 giờ đêm gì đó, cho đến tầm 10 giờ sáng là sẽ kết thúc mọi người ạ. Cái gì đấy? Ổ lắm Mina. Mình sẽ không để cho team bạn ăn cái con rồng một cách thoải mái đâu. Bật súng đại bác lên bắn đội. Này thì Mina này. Này thì Mina. Úi giời mất rồng. Phí thật sự ấy. Em xin lỗi chị ơi. À anh ơi. Thốn thế không biết nữa. Mình hơi sai lầm một tí các bạn ạ. Chết xử mất rồi. Ở phiên bản đảo sương mù thì có rất là nhiều sự thay đổi về sức mạnh nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Cafani với phong cách lên đồ khá là thú vị. Lên đồ đó là full trang bị chí mạng. Ở đây thì mình sẽ lên tất cả những trang bị có thể gây được chí mạng. Ví dụ như là thanh kiếm, song đao bạo táp. Thanh kiếm này, song đao bạo táp này. Kèm theo là vút hung tàn này. Đấy, cung tà ma. Đấy là những trang bị mà mình sẽ lên cho Cafani. Mặc dù nếu mà chúng ta lên đồ chuẩn lên như thế này thì không được hợp lý đâu nha. Đây là build đồ không được chuẩn cho lắm đâu. Mình thử xem lên xong 4 trang bị như thế này mình sẽ đạt được bao nhiêu chí mạng. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đánh đá thế Mina ơi. Nào nào Badum ơi, cẩn thận Badum ơi. Cứ từ từ bạn ạ. Khi mà Zuka lẫn cả Zephyr thì mình đang tiến tới rồi, thì chúng ta sẽ đánh thấp thấp xuống và hy vọng rằng đồng đội sẽ ganh. Có vẻ như team bạn rất là tỉnh khi mà lui về rồi kìa. Thôi thì cứ đẩy lính lên cao thôi. Cứ đẩy lính lên cao nha. Thật sự quá buồn khi mà vì tiếng Cafani chúng ta không có sự thay đổi về sức mạnh.
trong phiên bản tới nhé mọi người. Cavani không hề có sự thay đổi sức mạnh, vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy, không có tăng, không có giảm. Thế đây là mình cũng cảm thấy Cavani bị khổ thân quá. Mình muốn đưa, vì tối nay sẽ là clip cuối cùng của mình ở phiên bản cũ, ở mức danh cũ để chúng ta... Ui, Mina, ôi trời ơi. Cứ tưởng mình ăn mạng, ai ngờ Badu ăn mạng cơ. Còn tầm này á, ui máu thế. Từ từ, không băng trâu được, mà đồng đội muốn băng thì băng liền. Mỗi tội dồn chạy nhanh, hay xin một mạng, ô kìa. Cảm giác như kiểu đam của mình nó không có các bạn ạ. Đúng tập lúc đầu mà nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thấy Cavani bắn ấy, thì quả thật lại là không đấy. Khi mà Red được một xíu máu mình bắn không có chết được. Không sao, giữ vị trí bắn hết nhá. Tập này giữ vị trí và bắn Mina này. Ui trời ơi, là một phát 3-4 mạng hỗ trợ thế này. Không biết là các bạn đang ở mức danh nào rồi. Nếu mà chưa lên danh cao thủ thì cố gắng cày thật là nhanh nhá, để có thể nhanh chóng lên được danh cao thủ. Từ từ ba rumor để cho mình ăn chim đã. Rồi, bây giờ mình sẽ hỗ trợ bạn ăn rồng. Nhiều máu rồi thì về đi, một mình ăn được. Bản thân mình ăn được, không phải lo đâu. Ok, chúng ta sẽ có rồng. Ô thôi xong, ba đúng chết rồi. Mình chờ đợi hết chiều cuối ba đúng mình thịt luôn chôn. Ê, chị ơi, chị Mina ơi, tay em chị ơi. Thôi, bây giờ ơi. Thế mà nó còn kéo được mình. Thêm cả nạc đốt. Ôi, thế mà bị Abadu chửi AD gà, thế này có chết tôi không? Thế là bị ăn chửi gà. Nào. Thôi xong rồi. Đúng là cụ ra đi chân lạnh toát rồi. Nào, nó cố tình dí mình nữa chứ. Thù này không trả không làm Cavani các bạn ạ. Cuối game mình hứa là mình cứ thịt na thôi. Thật sự là cuối game mình không có ngán na đâu. Đúng thật chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ reset danh rồi. Tối nay các bạn nhất định cần phải cày để lên được danh cao thủ nha. Còn bạn nào mà chưa thể cày được lên danh cao thủ, đang bị mắc kẹt ấy, kiểu đánh một trận thắng hoặc trận thua ấy, thì các bạn hãy vào luôn live stream của mình. Tối mình sẽ kéo danh mọi người nha. Live stream bên online ID 8915517. Mọi người có thể follow và theo dõi. Tối mình sẽ kéo danh mọi người. Thế mọi người yên tâm đi. Vào live để mình kéo lên cao thủ cho càng sớm càng tốt. Hay quá anh em ơi, úp xoạt. Tuyệt vời, chả giữ chân được ai. Thôi thì giữ chân được Mina thì Mina lại chết. Mình lại hỗ trợ. Ê, cho mình xin một mạng. Một bé ra đi. Cứ thế bắn thôi. Nào Red, Red ơi, bật súng đại bác lên. Red bốc hơi double kill. Khỏe rồi. Bắt đầu có đồ rồi nha. Đấy, các bạn cùng quan sát là mình bắn lực hơn rất là nhiều. Tầm này bắn vào máu giấy cứ cả cục máu này. Nào ơi, nà cờ rốt đây à. Nào ơi, nà thế mà nó chạy mất tiêu rồi. Đời cùng giết tận thôi. Nà tầm này chạy đường này thì chạy làm sao nổi. À rồi, chắc nó đứng trong bụi nó biến về đấy các bạn ạ. Cứ cho Nakroth có một chút hy vọng biến về. Bạn ấy cứ nghĩ là bạn ấy về thành công. Được rồi nhá. Bật cái súng đại bác lên và vã cho một phát thôi. Lên bản là số siêu việt. Uầy, lúc đầu nó chén mình cái mạng thứ hai, thì bây giờ mình chén lại nó. Thế là có đi có lại mới toại lòng nhau. Bây giờ mình chưa thể sâu cho mọi người xem qua được cái tỷ lệ chính mạng của mình bao nhiêu nhá. Cứ đợi mình lên xong hoàn thiện sau ở vút rung tàn lẫn cả cái cung tà ma, mình sẽ thử sâu cho mọi người xem là chúng ta có bao nhiêu chí mạng. Cái trang bị giày kiên cường lẫn cả cái song đao bao táp mình lên cho vị tướng Cavani thì thật ra nó bị trùng mất cái nội tại kháng hiệu ứng. Thôi thì kệ đi. Bây giờ mình xử lý Mina. Úi xồi, Mina chết. Bà đúng rồi. Hy vọng rằng bà sẽ hất tung về và thành công một thanh niên nào đó. Hay quá, John ơi. John chết nè. Thêm cả Rat. Rat đi đâu? Ôi trời ơi, bắn cả cục máu. Đi đâu? Cho mình. Thôi, thế nào mà cái lưỡi giáo của Zephyr nó dài dã man các bạn ạ. Cứ nghĩ mạng đấy là của mình nữa cơ. Bây giờ mình cần ăn mạng, cần được farm để mình lên full đồ cho mọi người. Support có tâm nhưng mà hay chửi AD. Buồn ghê. Mình thì ít khi có tính đôi co với đồng đội trong trận đấu lắm. Kể cả chúng nó có chửi mình đi chăng nữa thì mình cũng im các bạn ạ. Im để đánh trong trận đấu. Chúng ta tập trung chúng ta đánh. Khi mà các bạn xanh rồi thì đấy là cái màn trả thù duy nhất, khiến cho đồng đội phải suy nghĩ lại với những cái câu nói. Chứ việc gì phải đứng lại chat chửi nhau làm gì. Nó dẫn tới ảnh hưởng tới những người đồng đội xung quanh, mất tinh thần đoàn kết, và kèm theo ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Chơi giải trí mà, đúng không? Nào, mình tới đây. Úp shot đi, úp bộ đi bạn ơi. Hay quá, úp được đúng Mina thế này.
mình sẽ không quan tâm Mina nhiều cho lắm đâu, mình quan tâm đó là John. John ơi, 1, 2, Mina, ui sời ơi, double kill. Sâu chuỗi luôn, triple kill. Khỏe quá đi. Cái tâm này bắn thốn ra man. Lết rồi, 9 mạng rồi còn đâu. Cavi từ mỏng giấy vào đây, mình cho 3 chỉ. À đâu, 2 chỉ thôi, 2 chỉ bằng cái chiêu thứ nhất. Bật súng đại bác lên bắn cho 2 phát. Thôi nào, bạn Room ơi, đừng có chơi sâu lắm, chúng ta lấy trụ đã. Tập trung lấy trụ. Sau đó là ra luôn đường giữa ép nha, ép cùng với Vera. Cái tầm này là cứ ép trụ là trên hết. Nào Nana chuẩn bị vào đấy dọn lính đấy. Khó thật sự. Để mà thắng được trong trận đấu này thì mình cần phải ăn được cái con tà thần cơ thì mới có thể win được dễ. Con tà thần nó vẫn nằm nguyên thế kia thì hơi khó. Sắp đủ tiền hoàn thiện được cái trang bị cung tà ma rồi nha. Hiện tại thì mình cũng đang bị ốm các bạn ạ, mình đang bị ngạt mũi, vẫn còn đang bị sụt xịt quá. Thế nên là khi mà lúc làm clip cho người các bạn có nghe thấy sự khó chịu thì mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng nghỉ ngơi để có thể khỏi. Mina này, Mina chết 60 vàng. Thả diều luôn nhá, vừa chạy vừa bắn. Đây là cách thả diều của Cavani và này thì King Cross này. Double kill. Thốn dã man. Thôi nha, từ từ bây giờ mình sẽ vào rừng mà mình farm hai cái con quái rừng cũng được. Mình farm nốt để mình hồi phục máu thôi mà. Đấy, hồi phục máu. Đỡ phải biến về mất thời gian lắm. Mình nghĩ là team mình nên ăn tà thần ngay bây giờ để có thể win được sớm. Có vẻ như đồng đội của mình không có để ý tới khi mà mình ping ăn tà thần. Đồng đội của mình cứ ham ép cái này, không có tà thần ép xa. Ui rồi, có cung tà ma đây rồi nhá, để xem nào. 132,6% tỷ lệ chí mạng. Ui, 132,6% các bạn ạ. Hơn 100% tỷ lệ chí mạng. Thế nên chắc chắn một điều, phát nào cũng có chí mạng cho mà xem. Phát nào cũng có chí mạng nhá. Thật ra lên đồ như này chí mạng không được to đâu, nhưng mà chí mạng các bạn sẽ liên tục. Nhìn đây. Úi giời, Nacros này. Nà chết 200 vàng. Giữ vị trí mà bắn không ai bắt mình à. Không ai bắt mình được. Úi giời, Mina rát vào đây hay quá của cung tà ma. Nhìn đây, máu hồi đấy. Máu hồi. Thôi không giết John. Zephyr thì mình đang ăn tà thần rồi. Mình nghĩ là mình không cần phải hỗ trợ đâu, khi mà Zephyr có sự hỗ trợ của Zuka. Bản thân mình bây giờ tập trung làm sao farm để lên được cái kiếm Muramasa nhá. Chứ còn Mina nó trâu quá. Trâu thật sự. Ơ chứ, ba đùm lại úp xịt. Tôi không sao, bắn luôn cả King Cross lại chạy về. Rồi này, một bắn, hai bắn gần chết ạ. Cố gắng làm sao ép được cái trụ này chúng ta lùi nhá. Mục đích là ép trụ thôi. Thôi nào Mina, ok có trụ rồi rút lui thôi. Cái tầm này mình nghĩ là không đánh được đâu. Ba đùm rút lui. Trời đất ơi, đánh làm sao nổi. Mình có quá nhiều máu đâu. Bạn ấy đánh không hiểu ý mình một chút nào, thế là bị chết mất một mạng oan ức. Gì vậy? Cái gì vậy? Nacros kìa. Là và như một vị tần. Ai đây bỏ rơi tao. Đây là cách không đánh hiểu ý thôi, chứ không phải mình bỏ rơi gì đâu. Ok, lên kết thúc trận đấu rồi. Khi mà team mình có cả tà thần rồi, team bạn mất 3 người rồi. Còn cái gì mà khóc mới sầu. Còn gì mà buồn vơi nhớ. Win. Giờ còn hai người nữa, Nacros và King Cross à. Được rồi, cảm tử, đây là chiến binh cảm tử này, 14 mạng. 14 mạng rồi, quét sạch team bạn rồi. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Thử thách Cavani lên 4 trang bị gây ra chí mạng của mình đến đây nha. Là kết thúc, hơn 100% tỷ lệ chí mạng. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người, đây là clip cuối cùng ở phiên bản cũ và chúng ta sẽ đến với một phiên bản mới, đó phiên bản sương mù. Đón năm mới cùng shop Gấu Thủ, mua áo nỉ thu đông và áo thun chỉ với 199k, giày thể thao chỉ còn 189k tại shopgấuthủ.com.